nhằm tạo thuận lợi trong công tác quản lý, đồng thời bảo vệ tài sản, trang thiết bị. Nhiều trường học trên địa bàn huyện Khoái Châu đã thực hiện lắp đặt camera an ninh, bước đầu mang lại hiệu quả cao. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật là trường học đầu tiên trên địa bàn huyện Khoái Châu triển khai lắp đặt hệ thống camera, với 36 mắt camera được lắp đặt tại tất cả các lớp học, phòng chức năng và khu vực khuôn viên nhà trường. Các góc quay của camera được điều chỉnh rõ nét qua hệ thống truyền dẫn dữ liệu. Ban giám hiệu nhà trường trực tiếp quản lý theo dõi thông tin qua điện thoại, TV, máy tính. Qua đó, nhà trường phát hiện xử lý nhiều vụ việc như giúp hàng chục học sinh tại trường tìm lại đồ vật như sách vở, áo khoác, điện thoại để quên, thất lạc. Qua hệ thống camera, tháng 7 năm 2020, nhà trường phát hiện hỗ trợ công an thị trấn Khoái Châu kịp thời xử lý vụ việc một nhóm thanh niên có biểu hiện gây gổ đánh nhau tại khu vực cổng trường. Trong một phòng học có camera thì các bạn học sinh có thể học tập một cách nghiêm túc hơn, tập trung hơn trong việc học. Chính vì thế sẽ đạt hiệu quả cao hơn trong việc học tập. Ngoài ra thì thầy cô, ban giám hiệu nhà trường có thể từ đó mà theo dõi, quan sát quá trình học tập của bọn em sát sao hơn và phụ huynh cũng sẽ yên tâm hơn khi gửi gắm con em học tập tại trường. Chúng tôi rất là an tâm khi mà ở vị trí nào, ở trong bất kể thời gian nào, chúng tôi cũng có thể quan sát được toàn bộ khuôn viên nhà trường, hỗ trợ cho thầy trò chúng tôi trong việc giám sát học tập này, khích lệ học tập này, giám sát việc thi cử, làm cho các em học sinh mà có cái phần nào đó hiếu động thì nó cũng bị hạn chế. Trường mầm non xã An Vĩ hiện có 17 lớp học với trên 380 học sinh. Được sự quan tâm của lãnh đạo ngành giáo dục năm 2018, trường được lắp đặt 38 camera từ cổng trường cho đến các phòng học, khu vực chế biến thực phẩm, sân chơi ngoài trời đều được kết nối trực tiếp tại phòng làm việc của hiệu trưởng. Lắp đặt camera thì rất là có hiệu quả, quản lý được tất cả các cái hoạt động của giáo viên ở trên lớp cũng như là sự chăm sóc nuôi dưỡng của nhân viên nhà bếp, giám sát được tất cả những quy trình chế biến thức ăn, ngăn ngừa được những cái hành vi bạo hành trẻ. Đến nay, huyện Khoái Châu đã lắp đặt được trên 600 mắt camera giám sát tại 32 trên 72 đơn vị trường học với tổng chi phí là 3,7 tỷ đồng. Trong đó nhiều trường học đã trích quỹ hoạt động cùng một phần xã hội hóa với số tiền là 1,3 tỷ đồng. Việc đưa hệ thống camera học đường đóng vai trò quan trọng để bảo vệ tài sản nhà trường, giảm thiểu các vụ việc mâu thuẫn, bạo lực học đường.